Rồi, chào bà con, chào bạn. Thì hôm nay đàn heo của mình đã được 4 tháng 5 ngày đó, và mình đã kêu lái bán rồi bà con các bạn. Thì ngày mai lái cần, thì hôm nay mình tranh thủ làm cái video đó, để chia sẻ cho bà con các bạn thì cái suốt quá trình mà mình chăn cái đàn heo này. Mình cũng đã chia sẻ từ khi mà mình bắt heo con đó, thì hôm nay đã được 4 tháng 5 ngày. Mình bắt hôm 10 tháng Giêng các bạn, 10 tháng Giêng. Và có 3 ngày tháng thiếu đó. Và khi mà ngày đầu tiên mình bắt về thì mình không có cho ăn. Tính đến nay á, là tổng cộng là 4 tháng 5 ngày đó. Hết ngày hôm nay là 4 tháng 5 ngày đó. Thì mình sẽ ra cái bầy 6 con này trước như vậy đó. 6 con này trước đây. Thì con này là con to nhất các bạn. Nó rơi vào tầm chắc khoảng tạ 2 hơn rồi đó. Còn trung bình thì chắc khoảng rơi vào tạ lẻ đó. Còn bầy bên đây thì bầy bò bên đây thì mới vô tạ, thì mình dự định là ra cái bài này trước đó. Bài này trước là 7 con các bạn, 7 con, nhưng mà nó bị sạc đùi hết một con các bạn, bị sạc đùi hết con. Và mình bán hôm nay trong khoảng 10 ngày đó, 10 ngày thì được 5 triệu đó, 10 ngày 5 triệu vì sạc đùi. Mình kêu lái bán liền đó. Thì con này là con to nhất các bạn, dữ lắm, thì nó tạ 2 trên rồi. Đó. Còn bầy này thì chắc cũng tạ lẻ vậy. Bầy bò đây. Hiện đây còn 2, 4, 6, 8 con. Làm theo. Đùi cái đít nó rất là dữ vậy. Đùi đít nó rất là dữ. Con nào nói là đít rất là lên mông, cũng kêu bằng não mông các bạn. Não mông và bung cái đùi. Còn con này thì não dây khủng luôn. Rồi còn bầy bên đây là sau bầy bên đây là một tháng đó. Ở đây thì cũng 7-80 kg các bạn, 7-80 kg rồi đó. Bên kia thì sau bầy này là nửa tháng đó, nhưng bầy này là 3 tháng 5 ngày rồi đó. Còn bên kia là sau bầy bên đây nửa tháng. Và mình cũng xin chia sẻ thêm là hai bầy bên đây mình bắt sau là mình thử nghiệm là về mình không có đi vaccine đó. Tại vì khi ở đây mình cho ăn cắm trộn đó, cám trộn men sinh, rồi mình tăng sức đề kháng nó bằng cái men tỏi đó. Nói chung thì mình trộn nguyên liệu sạch đó. Mình không có sử dụng cái thuốc vaccine ở hai cái bài này đó. Mình thì mình hướng nghiệm các bạn, nhưng mà bà con các bạn chăn nuôi thì cố gắng chúng ta tiêm vaccine cho đủ liều đó. Còn bạn đây mình cũng chỉ tiêm có mycoplasma với ba bệnh thôi. Còn bệnh tay xanh rồi mình không có tiêm, tay xanh rồi phổi ABB mình cũng không có tiêm luôn. Nhưng mình thấy nó cũng phát triển tốt, tại vì ở đây mình cho uống cái men tỏi các bạn, cho cái men tỏi. Và cái men tỏi là mình làm theo công thức là mới đó. Thì sau video này thì vài ngày hôm nữa mình sẽ chia sẻ cho bà con các bạn cái video làm cái men tỏi để tăng sức đề kháng cho con vật nuôi, đặc biệt là loại chúng ta trong mùa mưa dầm đó, mưa dầm. Vì bây giờ đang trời áp thấp nhiệt đới các bạn đó, thì quay hơi tối đó, mưa dầm và trong chuồng dịch thì hiện tại bây giờ đó, là chuồng dịch đã cho phi, còn rất là căng các bạn, rất là căng đó. Bây giờ là ở miền Trung, cánh ở khu vực Bình Định, Bình Định Đắk Lắk, Gia Lai đó, nó nổ rất là căng. Thì các bạn cũng biết nè, thì cái giá lợn bây giờ ở đó thì rẻ hơn ở mình nè, ở đây. Tại vì họ ra những cái con lợn dịch bạn, hoặc lợn không đủ biểu á, lợn dưới tạ bạn, cho nên nó lượng cung nó ra quá nhiều đó, cung ra quá nhiều, cung dị cầu á, cho nên là cái giá lợn ở miền Trung thì nó rẻ hơn. Còn ở mình ở đây thì cái lợn này thì lấy tạ là 67 đó. 67 thôi mình cũng bán luôn bạn. Thì lấy đây giờ lấy địa phương mà bắt nhỏ lẻ thì họ cũng ép mình cắt hẳn cái giá, chứ không phải là mình đây mình nuôi trại số lượng lớn thì không ép mình được đâu. Sau này mình ra số lượng lớn, mình có heo đầy bên đây, thì mình sẽ tìm những cái lái nào mà bắt những giá ha, những giá trại mà. Thì mình làm video đây để cũng nhằm mục đích là chia sẻ cho con các bạn là mình nuôi heo đó, không dùng cám viên đó, mình chỉ dùng cám trộn men vi sinh và theo công thức nè, nói chung là theo công thức hoàn chỉnh đó, công thức hoàn chỉnh thì mình cũng đã chia sẻ cho con các bạn rồi đó.
thì đa số những cái trại ứng dụng theo công thức của mình thì đã đạt hiệu quả rất cao. Ví dụ như là trại chị Trúc Khanh ở Trà Vinh, chị anh Tùng Tùng Quanh ở Bến Tre, thì hai trại đó nuôi số lượng lớn này, số lượng lớn, và họ đã cũng từng ứng dụng cái công thức cắm trọng men vi sinh nhưng mà theo công thức khác này, thì họ thành quả qua công thức của mình thì họ hiện đạt hiệu quả. Thì bà con các bạn chắc cũng biết trong những các hội nhóm chăn nuôi vậy, chăn nuôi Facebook ấy, thì có cái một cái hội nhóm cũng chuyên về cái cắm trọng men vi sinh, nhưng mà họ hướng dẫn không có đạt chất lượng cho nên không đạt hiệu quả cao. Thì qua bên công thức của mình thì chị Trúc thì chắc chắn là khi mình làm cái đăng video này lên thì chị Trúc Thanh chị cũng xem, thì em cũng chúc mừng chị và cũng xin chị là cho em nhắc tên chị trong video này, và anh Tùng cũng vậy, anh Tùng mình đăng video nào anh cũng xem đó. Nếu mà anh chị có xem được thì cái bình luận là trên cái bình luận để cho bà con các bạn mình dạng ứng dụng. Ngày mai là lấy bắt cái bài này thì để được 1 ký rồi mình để chia sẻ cho con các bạn. Còn bài này thì mình định để sau khoảng 10 ngày nửa tháng nữa cho nó ngoài tạ đi, tạ mốt là 115 thì mình sẽ xuất luôn. Rồi để mình vô cái hai con heo nái, nó cũng tới ngày bạn, một con là tới ngày và một con lốt một ngày rồi. Để đêm nay nó, nếu mà nó không đẻ, nó không đẻ thì mình sẽ ngày mai mình tìm kích đẻ. Tại vì hôm nay chưa có tìm. Ngày mai mình đi họp về rồi mình tìm kích đẻ rồi mình canh á. Thì mình quay hai con heo này để bà con các bạn có kinh nghiệm thì cũng cho mình lời khuyên trong phần bình luận, tiêm chích đẻ hay là không, thời gian nào. Thì mình nói chung là đây là những con lợn đầu tay bạn, như hai con này chuẩn bị đẻ ra đầu tay của mình luôn. Bò sinh sản thì mình làm nhiều rồi, nhưng heo thịt thì mình chuẩn công thức, nói chung là mình chuẩn công thức rồi, và heo nái thì mình chưa. Đây là những cái heo nái đầu tay, gồm có 8 con có bầu hết các bạn. Hai con này đẻ xong thì tới tiếp tục là 4 con và hai con cuối cùng. Mấy con này cũng cần nữa các bạn, khoảng nửa tháng nữa đẻ. Để mình quay cận cảnh hai con heo nái này đi. Và còn các bạn có kinh nghiệm về heo nái thì cho mình lời khuyên nha trong phần bình luận. Thì con này là hôm nay là tới ngày nè, là đúng hết ngày hôm nay là 114 ngày. 114 ngày. Và mình quan sát thấy là nó còn mái rất là mạnh. Vú thì cũng xuống rồi. Còn con bên đây là 115 ngày rồi. 115 ngày rồi. Nó ra cái gì thôi bạn. Nó bị teo. 115 ngày rồi. Nói chung mình biết gì sơ sơ thôi bạn, chứ không có biết, không có kinh nghiệm chuẩn về heo nái. Thì mình sẽ làm những con đầu tay hai con này rồi mình sẽ rút kinh nghiệm. Nếu mình không biết thì mình sẽ hỏi anh chị đi trước. Cái gì cũng vậy bạn, chúng ta phải trải nghiệm. Trải nghiệm ta mới biết được cái kết quả, biết được cái sự thành bại. Cái gì không biết thì chúng ta làm, còn làm nếu mà làm không được thì chúng ta cố gắng làm cho được. Đó, người ta làm được mình làm được bà con các bạn. Nếu mà đêm hôm nay nó không đẻ thì ngày mai chắc mình tìm tìm cái hamper rod các bạn. Mình cũng cầu mong là hai con này nó đẻ suôn sẻ mà 7-8 con nó lên là được rồi, mình không có nhất thiết là phải cần nhiều. 7-8 con là có heo nuôi rồi, tại vì heo con bây giờ khó mua lắm các bạn. Có heo con nhưng mà nó mắc, mà heo không có đẹp.
còn nuôi heo 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 gần heo địa phương á thì mắc đó mà. Hiện tại bây giờ giá là 1,5 triệu con rồi, 6-7 ký heo không có đẹp. Mình có heo nái thì mình để ra mình nuôi, để nhiêu mình nuôi nhiêu. Đây mình khi mình nuôi heo nhà thì nó an toàn dịch bệnh hơn khi mình bắt heo ở trại khác ở xa về. Nói chung thì cũng bự, bụng bự lắm, bụng bự không có tệ. Đây mình sẵn đèn đuốc, đèn sẵn rồi, đèn sẵn rồi, camera luôn quan sát, camera luôn. Mình đang rảnh mở mình coi. Thôi rồi, cái video này cũng đã dài các bạn. Thì mình xin tạm dừng cái video ở đây. Thì trong video này mục đích mình là chia sẻ cho bà con các bạn về cái đàn heo thịt của mình. Đó. Thì bà con đã theo dõi xuyên suốt trong thời gian vừa qua khi mình vừa bắt heo về. Đến ngày hôm nay là ngày mai mình chuẩn bị xuất bán. Đó, cái bầy heo lớn. Thì tổng cộng thời gian là 4 tháng lẻ 5 ngày. Đó, 4 tháng lẻ 5 ngày. Nói chung thì cũng được các bạn, nó không nhanh lớn lắm, không có nhanh lắm. Nhưng mà 4 tháng 5 ngày thì nó hơn một tạ là cũng tương đối là đạt rồi các bạn, là đạt rồi. So với những cái công thức cám trọng khác hoặc là cám công nghiệp. Nhưng mà một cái quan trọng nhất là chúng ta bảo quản, bảo vệ được cái đàn heo của ta không bị dịch bệnh. Cũng như là mình cũng có chia sẻ cho các bạn là cái quy trình phòng dịch. Quy trình phòng dịch. À, từ nguồn thức ăn rồi vệ sinh chuồng trại rồi sát khuẩn. Ở đây là mình sát trùng bằng thuốc tím vậy, sát trùng bằng thuốc tím. Từ khi mình bắt đầu chăn nuôi heo đến nay là trại mình chưa có bị nổ dịch về châu Phi hoặc là tai xanh. Quan trọng nhất là chúng ta chống được dịch tả châu Phi là chúng ta chăn nuôi thắng lợi, chăn nuôi heo thắng lợi. Còn chúng ta dính vô dịch tả châu Phi là nó mệt mỏi lắm các bạn, nó mệt mỏi lắm các bạn. Nhiều thì chết nhiều, ít thì chết ít. Còn bên đây là mình chống được dịch về thức ăn và vệ sinh môi trường đó. Rồi thôi, video đến đây là kết thúc. Thì xin chào con, chào các bạn. Thì khi mà heo nó đẻ để coi được nhiêu con thì mình sẽ làm video để chia sẻ cho các bạn về hai con heo này đó. Bao nhiêu con cũng mình cũng chia sẻ các bạn, ví dụ 3-4 con mình cũng chia sẻ luôn đó. Rồi 5-7 con, 10 con mình cũng chia sẻ luôn để cho bà con các bạn chúng ta tham khảo về hai con heo nái so và hai con heo nái đầu tay của mình. Rồi xin chào bà con, chào các bạn, chúc con các bạn chăn nuôi đạt hiệu quả cao.